Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Còn có 3 ngày nữa là Noel rồi. Mà Noel thì là cái dịp rất là nhiều bạn đi tìm xe để tặng cho người yêu, tặng cho bà xã, cho ông xã, hoặc là tìm một chiếc xe để cả gia đình mình đi chơi trong dịp này ha. Trong cái clip tổng hợp thì sẽ gửi đến các bạn rất là nhiều thông tin thú vị về xe, những cái xe, một loạt xe mới về nhé. Một loạt xe mới về gầm thấp, gầm cao, 5 chỗ như Cross nè, Expander nè, EcoSport nè, Ride nè, Fortuner nè, Innova vân vân dành cho cá nhân và gia đình. Các bạn cùng đi với Hiền chịu khó nha các bạn. Clip tổng hợp thì bao giờ nó cũng dài nhưng mà thông tin thì lại rất là đầy đủ để cho các bạn lựa chọn. Trước mặt các bạn đây là một loạt xe hả? Nè các bạn nhìn nè, Road nè, EcoSport nè, Ride nè, rồi CRV nè. Đó, CRV, Fortuner, Expander, Innova, Lagander, rồi Pickup, Highland Pickup. Đó, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tự động. Rất là nhiều xe ha, Innova, số sàn, số tự động luôn nè. 2017, 2018, tròn trẻ 500 mấy 600 triệu. Và rất là nhiều xe để cho các bạn lựa chọn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từ trên xuống đi ha. Thì sẽ đi những chiếc xe từ trên. Đầu tiên là mình sẽ đi để coi đi như thế nào để cho các bạn dễ theo dõi ha. Đây, nhiều xe ha. Các bạn lướt đi rồi các bạn sẽ thấy ha. Camry nè. Chúng ta đi từ đầu trên này đi ha. Ngoài kia cũng khá là nhiều xe, nhưng mà đi những cái xe nào mới chưa lên sóng ha. Chiếc này là chiếc đây, bạn này là Yaris màu sắc sặc sỡ. Yaris màu rất là nổi bật luôn, Yaris 2018 1.5 số tự động nhập Thái. Bạn này chỉ có 520 triệu thôi. 36.000 km chuẩn zin. Rất đẹp luôn, full option, đẹp da, DVD, hộp số tự động. Và bạn này thì bạn nữ nào đi thì đẹp lắm này. Thích phong cách nổi bật giữa đường phố ha. Tròn khăn đỏ đi với màu này nữa thì càng nổi bật. Nhận ra các bạn từ xa ha. Đó. Và bên đây là bạn Yaris 2017, 40 mấy ngàn cây màu trắng ha. Bạn này chỉ có giá 480 triệu thôi. Hai cái mẫu khác nhau nè các bạn. Yaris ha. Đó. Và bên đây là một bạn Camry 2020, 23.000 cây số, 1 tỷ 150 triệu nhé. Xe rất đẹp. Sorento thì đã lấy cọc bán và ngày mai giao. Đây là một bạn Camry. Camry màu nâu titan này. Đẹp lắm. Mẫu của 2018 rồi, mẫu da bò. Giá có 820 triệu thôi. Camry nhé. Trong khi mình còn Camry 15, 16, khoảng đâu đó khoảng trên 771, 72. Nhiều xe rất là đẹp nhưng mà lên sóng rồi nên mình không quay nữa, mất thời gian của các bạn. Bạn nào thích thì tới coi ha. Camry mẫu này mới nè. Mẫu da bò 2018 rồi đó. Sản xuất 2017. Và bạn này chỉ có giá là 820 triệu thôi. 60.000 km cực căng. Đó. Tiếp theo đây là bạn EcoSport. EcoSport 2018 nè, cao ráo, nhỏ gọn, gầm cao. Bạn này rất là thích hợp cho những gia đình nhỏ nhỏ, gọn gọn, xinh xinh. Xe đẹp này ha. Cách âm tốt lắm. Đó, nội thất còn khá là đẹp. 39.000 km. Giá chỉ có 470 triệu thôi. 400 mấy đi mấy chiếc này cao ráo nè các bạn. Đẹp nè. EcoSport ha. 2018 470 triệu. Và tiếp theo đây một bạn cũng khá là mình đi rồi mình mới thấy tại sao mà bạn này cháy hàng. 1.0 nhưng mà xài turbo rất là mạnh mẽ nè, mà tiết kiệm nữa. 2022 mới 10.000 cây số, giá chỉ có 560 triệu có xe ngay. Bạn này thì ở trong hãng các bạn phải đặt chờ tới tháng 2 mới có, bạn này gắn thêm full đồ, gắn mấy chục triệu option này nè. 560 triệu. Nếu mà mình đi mua Vios thì mình sẽ chọn bạn này, tại đi rất là ngon. Cao ráo nữa, rộng rãi. Đó.
560 triệu ha, điện tỉnh Long An. Bạn nào ở Long An lên mua xe này khỏi rút hồ sơ. À đây có bạn CRV nữa nè. CRV 2019 giá 800 triệu, bản G. 29 mấy 39 ngàn cây số nha, xe đẹp nha. Bản G các bạn. Đó. CRV bản G 2019 này. Bản CRV cũng tiết kiệm lắm, 6 lít 9, 5 lít 7 đường trường. Turbo 5+2 7 chỗ, đời 2019. Bản G thì chỉ khác bản full là không có sinh rúp thôi ha. Và cái cảnh báo vi va chạm phía trước. Đời 2019 này. CRV biển Sài Gòn. Cho em quay cái Expander này nhé. Đây là bản Expander. CRV này CRV này có giá 800 nha. Và đây là bản Expander. Expander 2022 nha các bạn, mẫu mới. 2022 mà mẫu mới luôn nè. Đèn khác nè ha, táp lô trong các bạn cũng thấy khác. Rồi có nệm da, màn hình Android, đầy đủ camera hành trình có luôn nha. Đó. Cho nên mình không quay nha, khi nào các bạn nhận xe nhớ nhắc thì gắn cái camera hành trình vô ha. Tại mình nhiều khi khách đến coi rồi á, mình cất đi cho nó. Khi nào các bạn cần thì mình gắn như lại camera hành trình. Expander 2022. Đó, mẫu mới nè. Mẫu mới cái táp lô này nó hơi khác một chút. Các bạn nhìn cái táp lô này nó hơi khác chút nè. Có nệm da zin theo xe luôn nè. 2022 620 triệu xe. 17.000 km rồi ha. Expander. Rất nhiều bạn tìm chọn Expander số tự động. Đi cũng lành lắm. Cũng đẹp nữa. Rồi, đó. Rồi, tiếp theo chúng ta đi lên tiếp trên đây gầm cao nữa nè. 5 chỗ gầm cao thì có một loạt ở trên đây. CRV Cross Upper CX5 nè. Chúng ta đi từ trên này xuống đi ha. Đây. Đây là một loạt có 3 bạn Cross. Cross 2022 845 triệu. Màu này gọi là màu mắm ruốc hoặc là màu cà phê sữa. Màu mắm ruốc thì đúng hơn ha. Và có bản V, bản full thì có radar cảnh báo ở phía trước này. Và trong đây thì nó sẽ có sân rút. Bạn này được trang bị thêm cái bệ bước chân nữa ha. Sân rút nè. Số tự động, 5 chỗ gầm cao. Một chiếc xe phải nói là so với các chiếc xe khác thì bạn này khá đủ đồ á. Chỉ có 6 lít 9 hoặc 7 lít 3 xăng, rất tiết kiệm nhiên liệu. Như mới nè. 20.000 cây thì như mới thôi. Bạn này biển tỉnh ha. Tỉnh Bình Phước. Bạn nào ở Bình Phước mua này khỏi rút hồ sơ. Mới đây rút hồ sơ thì nó tầm tầm khoảng 15 ngày đổ lại nha. Có nhiều một vài tỉnh thì nó có nhiều hơn một chút. Đó, bạn này là Ford của Cross mà 2020 màu xanh. Chạy 29.000 km giá 795 triệu. Bản xăng full đây, có radar trước rồi ha. Nội thất bạn này là nội thất nội thất nâu đỏ, cũng khá là đẹp. Bản full ha, màu xanh. Nhiều lựa chọn màu sắc. Đến với hình Toyota các bạn có nhiều lựa chọn về màu sắc, về chủng loại, đủ thứ để các bạn chọn lựa ha. Đó, và đây một bạn Cross bản G. Bản G thì không có cửa sổ trời. 2022 9.000 km biển Sài Gòn 750 triệu. Nội thất nâu đỏ. Rất đẹp luôn. Màu trắng, 3 màu cho các bạn chọn lựa. Xem giá nhỉnh nhỉnh hơn chút xíu thôi ha. Đó. Nếu bạn không thích mẫu nhỏ gọn hơn như vậy thì bạn có thể chọn thêm một bạn là rộng rãi hơn, cao hơn. Đó là Mazda CX-5 2021 860 triệu premium bản full. Hai bộ nhớ ghế sinh rút. Bản đủ đồ ha. 2.0 mẫu mới. Bản đủ. Rất đẹp luôn. 860 triệu ha. CX-5. Rồi bên đây là một bản Honda CR-V 2021
sản xuất năm 2020 17.000 cây số 970 triệu Mỹ Sài Gòn. Đó. Đó là những chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Bây giờ chúng ta đi qua dãy Fortuner ha. Fortuner thì nó gồm có Legender, Fortuner máy xăng, Fortuner máy dầu. Bây giờ chúng ta đi dãy một máy dầu, Legender và máy dầu trước, sau đó đến máy xăng ha. Đây là một bạn Legender máy dầu số tự động ha, 2021 tháng 12 2021 16.000 cây, 1 tỷ 150 triệu. Xe còn bảo hành của chính hãng Toyota. Các bạn cứ đi ha, còn vẫn còn bảo hành. Đó. Legender thì full đồ, camera 360, cốp điện, cảnh báo va chạm phía trước. Đó, hai ghế điện. Số tự động, máy dầu rất tiết kiệm nhiên liệu. Bộ đồ full, một chiếc xe sang trọng ha, chỉ có 1 tỷ 150 triệu thôi. Đó. Legender ha. Tiếp bên đây là một bạn Fortuner máy dầu, bạn này 2017, bây giờ mình mới lấy cọc rồi. 730 triệu lấy cọc rồi. Tiếp theo đây là bạn Fortuner máy dầu số sàn 2018 nhập khẩu Indo. Bạn này mới chạy 80.000 cây số, 860 triệu xe nhập Indo nhé. Máy dầu số sàn. Chưa lúc nào mà Fortuner dễ mua như lúc này ha. Tha hồ lựa chọn và giá rất là mềm mại. Đó. 860 triệu nha. Máy dầu xe rất là keng. Các bạn nhìn bộ nỉ zin theo xe nè. Nỉ zin á, máy nhìn đây nè. Nó rất là đẹp á. Vô lăng cần số còn mới tinh luôn. 860 triệu. Xe nhập Indo. Không mua xe này thì cũng hơi phí. Quá đẹp, bền á. Máy dầu số sàn. Biển tĩnh ha. Rồi, tiếp theo đây vừa về, bạn này cũng mới vừa về tức thời nè. Legender 2022 nha, sản xuất 2022 luôn. 20.000 cây số, 1 tỷ 190 triệu. Legender 2022 màu trắng. Bạn này biển 72, biển Vũng Tàu. Còn thơm mùi mới nè. Legender rất là đẹp luôn. Số tự động, bản full, máy dầu. Phiên bản Legender, nó gọi Legender có nghĩa là huyền thoại. Một chiếc xe huyền thoại. Rất đẹp. Máy dầu Legender 2022 1 tỷ 190 triệu ha. Và đây cũng là máy dầu nè, mình đi theo form máy dầu đi. Máy dầu 2020 mẫu 21 16.000 cây 1 tỷ 010 triệu. Nước sơn zin còn khá là nhiều luôn. 1 tỷ 010 triệu ha. Bạn này biển tĩnh. Đó, khá là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua loạt máy xăng. Các bạn nào yêu thích máy xăng số tự động thì đây là những loạt máy xăng. Máy xăng 2017 số tự động 790 triệu nhập Indo. Hôm nay mình bán giá để cuối năm rồi, để các bạn dễ mua ha, không còn nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi hoặc là kén chọn nữa mà đi xe, chứ để rút hồ sơ đồ này kia cho nó kịp. Máy xăng nhé, 2017 số tự động nhập Indo. Gia đình thì đi máy xăng nó êm ái hơn. Bạn này biển Đồng Nai, màu trắng lịch lãm, rất đẹp luôn. Đây, máy xăng số tự động biển Đồng Nai 790 triệu. Lúc trước là toàn là 800 mấy thôi, nay còn 790 triệu. Bạn tiếp theo cũng máy xăng số tự động 2019, chạy mới có 30 mấy ngàn cây thôi, biển Sài Gòn 940 triệu. Ba mấy ngàn cây ha, biển Sài Gòn 940 triệu. Những mức giá này là những mức giá cũng khá thấp bây giờ. Thời điểm này các bạn dễ mua Fortuner ghê luôn á. Bạn này là bạn Fortuner máy xăng số tự động nhập Indo 2018. Xe này mới có 59.000 km, giá 880 triệu. Mức giá đẹp ha, 880 triệu.
Và đây cũng là Fortune máy xăng. Bài này chạy rất là ít nè, 30 mấy ngàn cây, 920 triệu, đăng ký lần đầu tiên 2019 luôn. Nhập Indo máy xăng số tự động ha. Đó. Đủ màu sắc cho các bạn chọn ha, màu đen, màu bạc, màu trắng. Tới hiện Toyota là không có thiếu Fortuner để các bạn chọn ha. Dưới kia là có mấy bạn màu nâu titan nè. Rồi, bây giờ chúng ta qua đến Ford Innova đi ha. Đó, Innova đây. Innova số tự động 2018, 59.000 km. Bạn này biển tỉnh ha, 640 triệu. 2018, mang gắn full đồ ha. Có camera 360 luôn nè. Màn hình Android. Thiếu mỗi bộ nệm thôi. Bạn nào thích thì mình sẽ phối màu nệm cho các bạn. Mình có một cái cách phối màu nệm đẹp lắm. Tặng cho các bạn bộ nệm đẹp luôn. Rất đẹp ha. Vỏ viết thì còn nguyên, chỉ thiếu bộ nệm thôi. Số tự động nhé, 640 triệu 2018. Bạn đây là số sàn 2018. Chạy 10 vạn, hơn 10 vạn rồi, 580 triệu. 2018 ha, số sàn. Và tiếp theo đây là Innova số sàn 2018 luôn nè, 580 triệu, biển Sài Gòn. Innova ha, khá nhiều Innova. Innova này là Innova số sàn luôn, 2019, 630 triệu. Đó, xe đẹp lắm, mới có 70 ngàn cây à. Và bạn đây là Innova số tự động 2017, 610 triệu ha. 2017 nha. Số tự động, biển Sài Gòn luôn. Bạn này thì chưa rửa nên còn hơi bụi bụi một xíu. Mình sẽ rửa ha. Rồi. Nếu như gần Tết các bạn cần một chiếc xe để đi dã ngoại nè, đi về quê nè, chở được nhiều đồ thì đây là một lựa chọn khá lý tưởng cho các bạn nè. Hilux số tự động. Hilux số tự động nha, Toyota của Toyota, Hilux số tự động nè. 2018 mà chỉ có 580 triệu thôi, số tự động. Có thùng phía sau chở trái cây rồi về quê ha, đi chơi picnic dã ngoại thì đúng kiểu luôn. Số tự động đây. Máy dầu nữa chứ. Màn hình Android đầy đủ hết. Cả gia đình đi chơi. Thật ra bạn này cũng đi được 6 chỗ ngồi á, người Việt mình nhỏ con nên là phía sau này ngồi 4 người được luôn nè. Mình không suối ha, nhưng mà ngồi được 4 người. Đi chơi thoải mái, cả gia đình đi. Phía sau đây để đồ, hành trang rồi đủ thứ hết rồi. Đi về còn đem theo trái cây chứ cái gì đó, trở về quê. Khá là đẹp. Đó. Khá là đẹp ha. Ở dưới đây có khá là nhiều Fortuner màu đen với màu nâu nữa mà thôi. Bắt đầu cũng thấm mệt rồi. Quay một cái clip tổng hợp á, nó tốn nhiều công lắm nha các bạn. Tại vì sắp xếp xe theo một cái trình tự để các bạn dễ theo dõi. Mình tốn khá là nhiều cái thời gian để mà đi sắp xe. Quay thì khoảng 15-20 phút thôi. Nhưng mà xếp được xe như thế này, theo một cái trình tự như thế này thì không phải đơn giản. Rồi, hiện đang quay tại cửa hàng thì Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Một nơi có khá là nhiều xe chất lượng cao. Nhờ 90% là Toyota, còn lại thì có một vài 10% các xe khác là do khách hàng đổi xe cho mình, nhưng là toàn là những xe được chọn lựa và chất lượng cao ha. Thì quay tại cửa hàng hiện Toyota 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Đây là mặt tiền đường Phạm Hùng nha các bạn. Từ quận 10 đi qua các bạn chỉ cầu Chánh Hưng quận 10 đi qua cầu Nguyễn Tri Phương đi qua khoảng 2,5 km chưa tới đường Nguyễn Văn Linh. Các bạn rất dễ tìm ha, bên tay phải hiện Toyota 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Số điện thoại của Hiền là 0908666999, 0903727375. Ngoài ra trong clip còn khá là nhiều số điện thoại của các bạn khác sẽ hỗ trợ Hiền gửi hình ảnh cũng như nhắn tin cho các bạn ha. Các bạn cứ liên hệ. Rồi, Hiền cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một kỳ dịp Noel cuối năm, Giáng sinh và Tết Tây có nhiều niềm vui và nhiều cái điều thú vị với những chiếc xe đẹp. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Hiền ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.